Thưa quý vị và các bạn, nhằm chủ động ứng phó với thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại khi mưa bão xảy ra. Bước vào mùa mưa năm 2017, ngành điện lực Lâm Đồng đã lập phương án phòng chống lụt bão đến từng đơn vị điện lực, đồng thời gia cố đường dây, trụ điện, cắt tỉa những cành cây xanh gây ảnh hưởng đến an toàn lưới điện. Qua đó đã góp phần đảm bảo nguồn điện vận hành một cách thông suốt, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Trạm điện Hồ Đội Có, một trong 49 trạm điện chính phân phối nguồn điện cho khu vực thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận. Bước vào đầu mùa mưa năm nay, mọi công tác duy tu, bảo trì, bảo dưỡng, gia cố đường dây, hệ thống điện luôn được Điện lực Đà Lạt thực hiện liên tục nhằm chủ động ứng phó với các tình huống khi mưa bão xảy ra. Đối với ngành điện, hàng năm đều có cái xây dựng cái phương án phòng chống lụt bão cho các đơn vị. Thì trong đó là có cái phương án để cấp điện an toàn, hạn chế cái mất điện trên lưới. Thì từ cái phương án đó thì chúng tôi cũng cho tiến hành chặt hạ các cái cây nằm trong cái hành lang lưới điện, phối hợp chặt chẽ với ban phòng chống lụt bão của thành phố. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đã triển khai cái công tác bảo hành, bảo trì các cái trạm hợp bộ trong thành phố, cái sự cố chủ quan trong quá trình vận hành, phân công các cái khu vực và có cái mối liên hệ trong cái thông tin để nắm bắt kịp thời cái tình hình diễn biến xảy ra, để có cái giải pháp giải quyết kịp thời. Ngành điện lực Lâm Đồng hiện quản lý vận hành 9 trạm biến áp 110 22 kV, 4.600 trạm biến áp phân phối, trên 3.300 km đường dây trung thế 22 kV và 4.200 km đường dây hạ thế. Để khắc phục các điểm tồn tại, các điểm xung yếu có nguy cơ dẫn đến sự cố lưới điện khi có gió bão, các đơn vị, đội, tổ kỹ thuật vận hành xử lý đường dây luôn thường xuyên đi khảo sát thực địa, chặt tỉa cành cây trong hành lang an toàn lưới điện. Song song đó kiểm tra thay thế các thiết bị đóng cát bảo vệ trên các đường dây và các trạm biến áp. Chính vì vậy, thời gian qua đã phần nào hạn chế các thiệt hại. Trước khi đến chuẩn bị đến đầu mùa mưa, là chúng tôi là cho là bảo trì các phát thanh các định kỳ, cho kiểm tra tất cả các trạm biến áp chuyên dùng và công cộng để đảm bảo cái nguồn điện cung cấp cho nó không bị gián đoạn. Qua công tác bảo trì, bảo dưỡng trạm thì nếu mà phát hiện các cái khiếm khuyết của trạm và những cái mà không đảm bảo về mặt kỹ thuật cũng như an toàn thì chúng tôi sẽ cho xử lý ngay. Để đáp ứng cái tình hình mà bảo đảm cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thì trước có mùa mưa bão thì về công tác chuẩn bị thì chúng tôi cũng đã kiện toàn lại các ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của công ty, thì trong đó là cũng có phân công từng cái thành viên trong các ban chỉ đạo. Ngoài cái việc mà chuẩn bị cho cái mùa mưa bão thì để đảm bảo vận hành thì cứ đầu hàng năm thì chúng tôi cũng đã triển khai tổng kiểm tra toàn diện cái lưới điện và kịp thời khắc phục những cái điểm xung yếu và thay thế những cái thiết bị không đảm bảo qua cái công tác kiểm tra và tổ chức cái việc mà ứng trực khi có cái thông báo mà có mưa bão trên địa bàn tỉnh của ban chỉ huy tìm phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của ủy ban nhân dân tỉnh. Với phương châm 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ, cùng với nhiều biện pháp đồng bộ khác nhằm ứng phó với mưa bão, chủ động khắc phục nhanh các sự cố. Đó chính là cơ sở để ngành điện lực Lâm Đồng đảm bảo cung cấp nguồn điện một cách ổn định, phục vụ cho các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và đời sống của nhân dân.